Đấy, chạy 3, 2, 1, bắt đầu. Giữ thành một tượng. Ừ, có ngon không hả? Cũng được. Kể ra con cho mấy cánh hoa bưởi vào đây thì ngon hơn. Này, bà đã ăn trưởng thì ăn cho nó nhanh đi. Lại còn góp ý với phê bình. Cái con mù này đã vào ăn xin mà lại còn lầu bầu. Con ơi, lần sau con có cho ai cái gì thì cho ở ngoài kia nhé. Sao lại rước người ta vào đây như thế này? Bỏ cái tên Phương. Không bỏ đấy. Bà bảo ai ăn xin đấy hả? Tôi bảo cô đấy. Này, tôi đuổi bà ra khỏi nhà bây giờ đấy nhá. Lão ơi!